Hi, xin chào các bạn, đâu quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Ok, thì tập hôm nay mình sẽ tiếp tục hồi sinh một em khủng long. Chắc là ăn cỏ tiếp nha các bạn. Mấy tập bữa giờ thì mình đã hồi sinh hai em ăn cỏ rồi. Hôm nay chắc thêm một em nữa. Để mình vào trong đây. Mình đã sắp xếp rất là nhiều thứ ở đây rồi. Ở đây mình đây, đó, một cái rương. Cái rương red. Đây là cái rương DNA. Đó, bên đây là một cái rương nói chung là các cái phế tích cổ đại đó. Các cái tàn tích đó nó nằm ở trong đó thôi. Đó, mình đã chia hết tất cả các rương của cái mod Fossil and Archaeology vào đây hết rồi. Ở đây có một cái giáo hay sao các bạn. À, cái giáo của thổ dân. Ồ, nó ném rồi vậy. Ui cái này ném tốc độ nhanh đó các bạn ơi. Wow, quá là ngon luôn ha. Ôi mình mất tiêu luôn rồi. À đây, mày quá vẫn tìm được. Cho mày vào đây luôn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành hồi sinh. Để mình kiếm xem em nào đặc trưng ta. Đây, Parasaurolophus. Trời ơi, đọc nó muốn lẹo lưỡi luôn. Parasaurolophus. Đây, bốn cái DNA luôn. Và hai cái DNA của Stegosaurus nữa. Nãy thì mình có đi mai để mà đào hóa thạch. Rất là nhiều luôn. Ô, trời ơi, cái Cultivate này nó bị vấn đề gì rồi. Để mình tạo một cái Cultivate mới luôn nha các bạn. Trời ơi, đầu tiên chúng ta sẽ cần một cái xô để đi múc nước cái đã. Đây, chúng ta sẽ search công thức của Cultivate, coi nó cần cái gì nào. Cultivate. Vậy mới đúng. Đây. Ok, công thức cũng quá là đơn giản luôn. Bốn cái kiến rồi nè. Một cái xô nước nữa. Đó. Rồi. Sắt và xương rồng nấu chín. Thôi, quá là đơn giản luôn. Ok, để mình vào bên đây múc nước. Nước thì mình để bên hồ ở đây nè. Múc nước ở bên hồ bơi. Đau đầu thiệt chứ. Rồi, đi qua bên đây. Mình sẽ lấy cái cái xương rồng chứ. Đây, cắt stud. Bên đây, cắt stud mình để trong cái rương rác đây nè. Một cái thôi. Rồi, chúng ta sẽ tạo luôn. À, mình phải bỏ vào rồi mới tạo được. Đó, chúng ta sẽ bỏ mấy cái này vào hết. Chưa tạo được hả? À, chưa bỏ kiến vào nè. Mình sẽ bỏ kiến vào đi. Rồi, xong. Ngon. Rồi, ở đây mình sẽ đặt cái Cultivate này vào vị trí cũ của nó. Mấy cái này nó hay bị fail các bạn ơi. Nó kiểu như là theo tỷ lệ đó. Trời ơi, rất là khó chịu luôn. Đây, mình sẽ lấy sữa. Tự nhiên nãy nó bị mất cái xô sữa của mình luôn. Nó chơi lầy quá. Lấy sữa bỏ vào. Ở đây mình sẽ cho mấy cái DNA này vào để mà hồi sinh luôn. Đó, Parasaurolophus. Đọc rất là lẹo lưỡi luôn nha các bạn. Cái tên của cái con khủng long này. Đó, ở đây mình sẽ cho mấy cái cây này vào luôn. À, quên, cái cây này nó đã thành hình rồi mà. Đó, mấy cái này mới đúng nè. Ai da, cái ba lô sao vào được. Đó, vậy mới đúng. Rồi. Ok, ở đây thì mình đã có cho mấy cái ink. Mấy cái đó là mực đó các bạn. Mấy cái túi mực á, mình có nhuộm lông cho mấy con cừu hết rồi nè. Để chút xíu nữa chúng ta sẽ tiến hành làm việc sau. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành xây một cái chuồng cho con Parasaurolophus nha các bạn. Tôi đọc tên muốn lẹo lưỡi luôn á. Rồi, ở đây. Ây da, đặt nhầm rồi. Ở đây mới đúng nè. Đây mình sẽ đặt một cái reinforced glass ở chỗ này. Trời ơi, cái khu này hả ta, chúng ta còn phải lắp nhiều thứ đây. Thôi ơi, có vẻ mệt đấy các bạn ơi. Bên kia cái con Ankylosaurus nó đã đẻ trứng rồi cơ. Đúng như mình mong đợi. Hai con đực và hai con cái, chắc chắn nó sẽ đẻ. Quá xịn luôn. Đây, ở đây mình sẽ dãy cỏ chỗ này đi, cho nó đẹp. Chứ để cỏ cây đồ nó xấu. Từ từ chúng ta sẽ trang trí mấy chỗ này sau nha các bạn. Trước mắt là xây cái chuồng trước thôi. Ok. Đây, Dinopedia. Chúng ta xem thử nào. Ta-da. Ồ, nó warm rồi cơ. Wow, cái này xịn nha.
mình sẽ chờ cho đến khi nó nổ luôn nha các bạn. 80 mấy% rồi. Và nó đã bắt đầu rung lắc rồi kìa. Một bé Ankylosaurus nhỏ đã xuất hiện. Con này là mèo các bạn ơi. Lại thêm một con đực nữa. Mình sẽ cho nó uống nước cốt gà. Con này nó không tự ăn bằng feeder các bạn ơi. Vậy mình phải cho nó ăn bánh mì bằng tay thôi. Trời ơi, chán chết được. Cho nó ăn bánh mì bằng tay đỡ. Các bạn nhìn máu nó kìa, máu quá chừng luôn. Mỗi con như thế này thì nó sẽ có 12, nó sẽ ăn được 12 lần cái nước cốt gà đó các bạn. Ok. Ankylosaurus. Rồi, nó gần mát rồi kìa. Gần maximum rồi. Rồi, cuối cùng. Con này phá hoại vậy. Ôi ơi. Nó vừa phá cây mà nó vừa phá cái trần của mình luôn. Phá hoại không à. Trời ơi, chết tôi rồi. Để mình sẽ tiến hành cho mấy cái này vào feeder cái đã. Cho mấy cái cỏ rác này vào feeder hết. Feeder nó tự lọc ra nha các bạn. Chắc mình sẽ tiến hành trồng lại đi. Trời ơi, chết tôi luôn á. Đây, chặt luôn cái cây này nha. Nó sẽ rụng xuống mấy cái chòi cho mình. Cái này rụng 3-4 cái chòi luôn nè. Khá là lời đó. Ngon. Đây, mình sẽ tiến hành. Đi ra ngoài này đi. Đi ra ngoài này sẵn nhặt luôn mấy cái wash lab luôn nè. Trời ơi, phải lắp lại cái trần này quá. Trần này mình để có 4 ô thôi. Chắc tí mình sẽ nâng luôn luôn là 6 ô cho nó giống bên cái chuồng con Stegosaurus nha các bạn. Chứ để có 4 ô mấy con này nó phá kinh khủng luôn. Ôi ơi. Mới lớn có chiếu mà nó phá. Mới chào đời đi chứ. Trồng một cái cây chỗ này đi nha các bạn. Mình sẽ trồng. Ta la. Đó. Nhìn nó xịn. Nó xịn xòi hơn rồi. Chỗ này nên trồng một cái cây nữa không? Chắc là đủ rồi đó. Bọn phá hoại. Mới cái chào đời mà đã phá hoại tùm lum rồi. Làm tốn công của tôi quá đi. Ở đây mình sẽ tiến hành nâng cái trần của cái chuồng Ankylosaurus luôn nha các bạn. Đây. Chúng ta sẽ tiến hành nâng thêm. Rồi, một ô nữa đi. Nâng thêm một block nữa. Mày nè con. Rồi. Tiến hành lắp trần lại bằng wash slab. Lắp trần. Quá là nhanh chóng luôn. Ta đã lắp gần xong luôn rồi. Một cái cây này nó rớt xuống nữa nè. Xịn nha. Lại lời thêm mấy cái cây cao cổ đại nữa rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành xây luôn cái chuồng cho bọn Parasaurolophus. Mệt quá à, đọc lẻo lưỡi quá. Đây, chúng ta sẽ xây như thế này nha các bạn. Vẫn là cái diện tích nó sẽ là 30 x 25 thôi. Mình sẽ xây như vậy, hy vọng nó không quá chật. Vì cái bọn Parasaurolophus này nó cũng rất là rất là to luôn á. Ok. Từ đây mình sẽ gọi tắt chúng nó là Para nha các bạn. Để đỡ mất công. Đỡ mất công lẹo lưỡi. Thôi ơi, lẹo lưỡi mệt quá. Rồi. Xây bên đây, kéo dài cái đường bên đây luôn nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành kéo dài. Thật là dài luôn. Trời, nó cũng tối rồi kìa. Trời tối nó mới đáng sợ đó. Trời ơi, tiến hành kéo nó thôi các bạn ơi. Phải nhảy lên mới được. Nhảy lên tiếp. Nhảy lên khác nữa. What? Trời ơi, cái chỗ này nó có cái hẻm nè. Ghê vậy. Hồi ôi, mình đã kéo xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành kéo kiến nha các bạn. Bây giờ rất là nhiều thứ luôn. Tại vì cái chỗ này đất nó bị lõm xuống, nó không có bằng phẳng như bên cái con Ankylosaurus. Trời, nên mới khổ đó. Chúng ta sẽ tiến hành kéo cái kiến này để làm cái khuôn trước đã. Cố lên.
kéo ra ngoài này luôn nha. Rồi mình sẽ kéo thêm hai block nữa. Rồi ở đây mình sẽ kéo thêm ra 5 ô nữa nha các bạn. Mình không để dành cách cái chuồng ra 5 ô, nó sẽ nhìn xịn hơn một xíu. Xây như thế này nữa nè. Đó. Rồi chúng ta bắt đầu hết đồ rồi. Chắc tí mình phải đi đào đi quá. Tí chúng ta lại phải đi đào rồi. Thôi ôi. Bây giờ kéo cái diện tích sàn này ra cái đã. Trời ơi. Nó mệt nha. Cũng may là nó chưa lõm hoàn toàn đó. Cái này nó còn cao cao thêm được một xíu. Nhưng mà nó lõm hoàn toàn chúng ta phải lắp lại từng cục nó mới mệt á. Ok, kéo ra tiếp nè. À, kéo ra tiếp tục. Wow. Rồi, bên đây mình sẽ kéo ra như thế này luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ nối lại, nó sẽ tạo thành một cái khuôn sẵn. À, quá tuyệt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp cái sàn lại. Cái sàn thật là đáng sợ quá đi. Đó, lắp cái sàn lại. Quầy mới xịn chứ. Sẵn bên đây mình sẽ lắp luôn. Ồ, bên đây có red block nè. Lắp bằng cái này cho nó đẹp. Đó. Và xong, phải như vậy chứ. Còn bên này nữa. Bên đây chúng ta sẽ tiến hành lắp như vậy luôn. Ai da con bò này. Đi chỗ khác. Đứng đây chi không biết. Lắp. Ủa. Ôi mình hết red block rồi. Chúng ta sử dụng đất đỡ. Trời ơi khổ nha. Rồi. Mình sẽ dọn dẹp hết chỗ này đã. Nãy giờ mình có đi đào thêm rất là nhiều đất cũng như là mấy cái khối cỏ để mà lắp thêm đó các bạn. Đây mình sẽ kéo ra thêm một tí. Mình sẽ kéo ra thêm 5 ô. Nhìn cho nó đỡ trên vên hơn. Rồi đủ rồi. Chúng ta sẽ ra về ngoài chỗ này đó, để mà kéo thêm 5 ô nữa. Đoạn này kéo rát lóc luôn. Trời. Như vậy chứ. Vậy mới xong. Kéo thêm nữa nè. 5 ô nữa. Nhìn cho nó xịn hơn. Trời. Quá ngon. Ok. Tiến hành lắp kiến lại thôi các bạn ơi. Lắp kiến lại hết. Mình sẽ tiến hành xây nhanh mấy cái này luôn nha. Ồ, may quá. Chúng ta phải tính cho nó kỹ. Qua 29 ô. Với lại một cái ô chỗ kia nữa là 30. Cho nó đủ các bạn. Rồi. Bên đây thì chúng ta khỏi phải tính. Tôi chỉ cần nói lại thôi là vừa rồi. Nói lại là nó vừa rồi. Đó. Tạo thành một cái khuôn bằng reinforced glass rồi. Quá ngon. Thì ở đây mình sẽ tiến hành tạo một cái cổng luôn. Vẫn như mọi khi thì cổng nó sẽ vẫn là bằng sắt nha các bạn. À dưới đây mình sẽ đặt mấy cái Jack O' Lantern cái đã. Mấy cái đèn bí ngô á. Chúng ta sẽ đặt ở dưới đây. Rồi lấy hai cái đèn bí ngô ra thôi. Đặt dưới đây cho nó sáng. Rồi sẵn mình tạo luôn hai cái cửa bằng sắt. Phải làm đồ bằng sắt cho cái bọn khủng long nó không phá được các bạn ơi. Bọn khủng long này nó quá là quậy rồi. Bó tay luôn. Cái cây cổ đại mà nó còn phá được. Nó chi mấy cái đồ bằng sắt. Xong rồi. Đặt cái cửa ở đây và cái còn lại ở đây. Ngon liền. Ở đây mình sẽ tiếp tục. Chắc mình sẽ xây cái chuồng này 6 ô các bạn. Tại vì con Bara này nó cao 5 ô. Cái kích cỡ cao, lớn nhất của nó là 5 ô đó. Mình sẽ xây lên 6 ô đi cho nó xịn. Rồi. Và chỗ này nữa là xong. Quá ngon. Ở đây mình sẽ tạo thêm 4 cái feeder luôn. Vẫn như mỗi khi 4 cái feeder, 4 cái nút. Ok. Như vậy mới đã chứ. Ra ngoài này chúng ta sẽ cho lên thêm một ô nữa. Nãy mình mới xây có 5 ô thôi. Và ô thứ 6. Rồi. Tiến hành ốp cái phần ở trên luôn nha các bạn. Ốp cái phần thạch anh này luôn cho nó đẹp. Hy vọng mấy con Bara này nó không có phá như mấy con Ankylosaurus nha.
Phá là chết tôi luôn đó. Rồi. Cuối cùng cũng xong. Trời nó cũng đã sáng trưng luôn rồi kìa. Chúng ta sẽ đạp mấy cái này đi. Ok. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp mấy cái glowstone được chi sổ neon nha các bạn. Cái này nhìn nó rất là phẳng luôn. À không cần. Với cái này chúng ta sẽ không cần đếm ô nữa. Chúng ta có thể giống qua từ cái chuồng của con Ankylosaurus như kia kìa. Quá tiền luôn. Rồi giống qua thôi. Có chỗ này thì không giống được. Mình cũng không nhớ chỗ này cách bao nhiêu ô nữa. Thôi ơi. Ây da. Chúng ta phải đếm ô thôi. Chắc là cái ô này quá. Rồi. Qua bên đây chúng ta sẽ tiếp tục đặt như thế này. Rồi, tất nhiên là bốn góc thì chúng ta sẽ phần phải thắp sáng thôi. Còn mấy cái bên này thì mình sẽ giống qua cho nó lẹ. Đó. Giống qua cho nó nhanh. Tính ra như vậy cũng hay nha. Đỡ phải mất công đếm từng ô từng ô. Đây, bên này chúng ta cũng có thể giống qua nữa nè. Rồi, đúng cái hàng rồi. Nhìn theo cái chiều này thì nó hơi khó. Khó hơn chiều kia rất là nhiều. Ở bên này nữa nè. Bên đây. Chỗ này một cục nữa. Rồi. Thì mấy chỗ này mình cũng sẽ tiếp tục đặt thêm mấy cục nữa nha các bạn. Thêm một cục nữa nè. Đó. Bên đây một cục nữa nè. Rồi. Và còn hai cái glowstone nữa là chúng ta sẽ đủ thôi. Chỗ này một cái nữa. Và một cục cuối cùng sẽ nằm ở đây. Đây. Đó. Quá là xịn luôn. Ok, mình cũng đã chết. Mình cũng đã xây xong cái hồ nước cho nó rồi. À, nhìn nó khá là trong các bạn ơi. Rồi, ở đây mình sẽ cho luôn mấy cái trứng của Parasaurolophus nha các bạn. Bốn cái trứng. Cho chỗ này một cái đi và một cái chỗ này. Giờ mình sẽ tiến hành đặt luôn bốn cái feeder nha các bạn. Mình sẽ đặt mấy chỗ nào thích hợp cái đã. Đó, ây da mình quên lấy mấy cái đồ ăn rồi. Thôi để mình đặt mấy feeder trước đi. Tí mình sẽ về lấy đồ ăn sau. Đó. Bốn cái feeder nằm ở bốn góc của cái chuồng. Hy vọng bọn này nó biết sử dụng feeder. Chứ không là mệt lắm đó. Rồi, đi về bên đây. Lấy đồ ăn thôi các bạn ơi. Đây, ở đây mình sẽ lấy wheat. Tức là lúa đó. Đây, bộ tay thờ nè. Với thêm mí, sugar cane, carrot. Và chắc mình sẽ lấy luôn mấy cái melon quá. Rồi lấy melon. Lấy dưa hấu qua cho chúng nó ăn hết. Quá xịn. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành xem thử nào. Mới được 20 mấy% thôi, cũng không sao. Sẵn mình trồng luôn mấy cái cây này đi. Mấy cây cao cổ đại. Mày này con Paleo Rap hả? Đó. Cái cây này cũng mang cái tên rất là dài luôn. Cũng giống như con Parasaurolophus đấy các bạn. Saurolophus chứ. Nó có thể bị nhầm. Thôi, dễ bị lẹo lưỡi lắm đó. Rồi. Ây da. Cái cây vô này bị lỗi rồi. Ôi ôi, cái cây bị lỗi rồi. Đào cái này đi. Chúng ta đã thể đào bằng cái cuốc luôn các bạn ơi. Đào rất nhanh nữa chứ. Đúng là loài cây cổ đại mà. Ồ, cái nó rớt cho mình mấy cái này nè. Mấy cái sapling nè, quá xịn luôn ha. Thế là chúng ta có thể kiếm lời được mấy cái cây cái cao cổ đại này rồi. Để xem. Mình sẽ cho thêm đó, lúa vào trong đây. Chúng ta sẽ cho đồ ăn vào trong đây hết. Cho đồ ăn vào trong đây hết luôn. Đó. Và cái feeder bên đây cũng vậy. Cũng cho đồ ăn vào luôn nha. Ok. Qua bên đây chúng ta lại cho đồ ăn tiếp. Rồi nó được 80% rồi kìa. Quá xịn luôn. Rồi. Ok. Mình sẽ đi qua đây và cho mấy cái melon vào. Chúng ta sẽ cho hết tất cả đồ ăn vào.
Để cho nó chuyển hóa. Mình chỉ sợ là bọn này nó không biết dùng feeder thôi. Ôi ôi. Ồ, mấy cái trứng nó đã bắt đầu rung lắc rồi kìa các bạn. Quá ngon luôn. Quá xịn luôn. Ba con rồi. Và con thứ tư. Ui, vừa cái tiếng hồi sinh. Ôi, và cũng vừa có cái tiếng của mấy cái con Parasaurus này luôn nha các bạn. Cái tiếng nó như cái tàu ngầm vậy á. như mấy cái tàu ngoài biển vậy á. Trời ơi. Đây. Ở đây mình sẽ tiến hành cho vào hết. Đó. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu cho chúng nó ăn no đi. Bọn này nó không có dùng feeder rồi, sẽ mất công lắm đây. Tiến hành cho nó cút gà thôi nha các bạn. Đâu rồi, cho con nào trước đây ta? Ây da. Con này female hả? Ồ xịn nha. Nãy mình mới thấy con male nữa nè. Đây. Hai con female và hai con male. Hai được hai cái các bạn ơi. Ồ lần này chúng ta đỡ hơn rồi. Mình sẽ cho nó ăn bánh mì hết. Rồi. Cho mẹ ăn bánh mì tiếp nha. Mình vừa lấy carrot. Lần này thì cho mẹ ăn carrot nha con. Lớn lên thì lớn, đừng có phá như mấy bọn ăn Kilocerus kia luôn nha. Trời ơi. Ồ, nó cứ lớn hoài luôn kìa. Ồ, con này nó to thiệt chứ các bạn. Wow, đúng là khủng bố thiệt. Mình đang sợ cái chuồng nó nhỏ với nó nè. Ồ, nó dài thiệt các bạn ơi. Khủng lồ thiệt luôn. Đó, chúng ta sẽ cho bọn này tăng kích thước. Ui, nó phá quá chừng luôn. Ôi ôi, phá hết chỗ nói à. Con bên đây mình sẽ tiếp tục cho nó lên. Đừng có phá nha. Trời ơi, tụi bay phá lắm đó. Đây, nó vẫn lên liên tục. Quá xịn luôn các bạn ơi. Đó. Chừng nào 70 máu là nó sẽ hết nha các bạn. Ui, con này nó cũng phá như cái con kia luôn. Ôi ôi. Ăn rồi cứ phá thôi. Bây giờ hy vọng là cái con nhỏ này. Hy vọng là cái con para nhỏ này đừng có phá nha. Phải như vậy mới ngon chứ. Cho mẹ ăn cà rốt tiếp tục này con. Rồi, và cấp cuối cùng. Đó, quá bự luôn. Thế là hôm nay chúng ta đã có được 4 em para thật là to rồi các bạn ơi. Và nó tốn của mình một lượng nước cốt gà rất là nhiều luôn. Và nó còn phá mấy cây này nữa chứ. Đúng là cái bọn này. Đó, quá xịn. Para. Quá ngon luôn. Mình sẽ cất cà rốt lại. Tí mình sẽ qua bên kia và hồi sinh mấy em Stegosaurus nha các bạn. À ở đây mình sẽ tiến hành bón bột xương đi. Đó. Cho có khi này bọn nó đói thì bọn nó sẽ ăn mấy cái cỏ đây. Chứ để bọn nó không ăn feeder bọn nó đói chết nữa. Ok. Bên đây nữa nè. Rồi quá đủ rồi nha. Ô nó lại rớt cái sapling nữa cho mình nè. Ui cái này lời quá vậy. Quá xịn luôn. Thì ở đây mình sẽ đưa cho các bạn một vài thông tin về em Parasaurolophus này nha các bạn. Ok. Ok, lần này thì mấy em Stegosaurus đang bắt đầu nở các bạn ơi. Cái trứng này nó không đủ ánh sáng, nó không đủ ấm á. Đây, còn bên đây thì cái trứng này nó đã rung lắc rồi. Hy vọng lần này chúng ta sẽ có được em Stegosaurus đực nha.
Ui, con này là con gì đây? Ui, một con cái nữa. Chúng ta đã có được 5 con cái rồi. Ôi ôi, vui quá vậy. Mình sẽ cho chúng nó lớn lên đi. Lớn lên đi cu. Đó, phải như vậy chứ. Ồ, nó hết rồi các bạn ơi. Được 66 máu thôi à. Vậy trứng đây nó cũng đã tiếp tục rung lắc rồi. 95%. Và lần này con này màu khác. Stegosaurus male. Ồ, và nó ngủ luôn. Nó ngủ mất tiêu luôn. Trời ơi, nó chơi lầy quá. Đây, mình sẽ cho nó ăn tiếp tục nha các bạn. Đây. Ồ, đúng là con mèo. Màu nó khác liền các bạn ơi. Thêm một con đực. Quá tuyệt vời luôn. Các bạn thấy không? Màu nó rất là đẹp luôn. Nó sặc sỡ hơn mấy con cái. Để chắc để nó thu hút bệnh tình á. Ok, lần này chúng ta sẽ để mấy cái carrot vào trong mấy cái feeder này luôn. Ngon. À, công nhận cái con mèo này số nó hưởng nha. Một mình nó mà 5 con cái. Chắc nó sẽ đẻ bạo lắm đây. Ok, nãy giờ thì mình có tiến hành xây mấy cái này nha các bạn. Đây là cái đường mình làm bằng black wool và wool nha các bạn. Cái black wool này từ mấy con cừu hồi nãy đó. Mình đã trải nhựa tới đây nhưng mà hết black wool rồi nên chúng ta đi bằng cỏ đỡ. Đó, đi bằng cỏ đi qua bên đây luôn, tới chỗ này luôn. Khi nào mình đủ black wool mình sẽ lắp hết một cái đường thiệt là dài tới chỗ bộ khủng long luôn nha. Bọn này thì nó có sinh. Nó có đẻ trứng nè các bạn. Đúng như mình mong đợi, quá là xịn luôn. Dinopedia, chúng ta đọc thử nào. Mười mấy phần trăm rồi, quá xịn. Phải như vậy chứ. Thì ai có vốn tiếng Anh tốt hết có thể đọc được những thông tin của mấy em Parasaurolophus này nha các bạn. Đó, chúng ta có thể đọc được rất là nhiều thông tin cần thiết về nó luôn. Đó, bằng tiếng Anh thôi. Nó không có việc sub cho chúng ta. Đó. Em này nó đã bắt đầu nở rồi nè. Ăn rất là bạo luôn. Còn 4 cái cốt gà thôi. 4 cái cốt gà thì càng tốt luôn nha các bạn. Mình biết mà, tại vì nãy giờ mình xây nó cũng tốn một xíu thời gian. Nên bọn này nó có thể tận dụng cái khoảng thời gian đó để mà đẻ trứng. Đúng là lanh thật. Rồi, thêm một em nữa, quá xịn. Để mình qua cái chuồng của bọn Stegosaurus, coi thử bọn nó có làm ăn được gì không. Hy vọng là có nha các bạn. Đây, chuồng của Stegosaurus. Trời, có con đực đây nhìn nó đẹp liền ha. Bọn này, ôi, cái con này thì không có trứng các bạn ơi. Ôi ôi, con này làm ăn kém quá vậy. Ôi, nó có trứng các bạn ơi. Nhưng mà trứng nó bị văng xuống nước. Trời ơi, nó văng xuống nước hàng chi. Hàng chi nó biến thành cái item cho chúng ta nhặt nè. Tính ra con này nó không vô dụng, nó vẫn làm ăn được. Quá xịn. Rồi. Này bắt đầu cảm nhận được cái độ ấm rồi đó. Chúng ta sẽ hồi sinh thêm. Nở thêm một em Stegosaurus nữa nha các bạn. Đó, nó rung lắc rồi nè. Và cuối cùng nó cũng nở. Ôi, con này là con female nữa. 6 con female và 1 con male. Trời ơi. Con kia chịu sao mà nổi. Chết tôi luôn rồi. Trời. Hôm nay là quá tuyệt vời rồi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã tiến hành hồi sinh em Para rồi nha. Thì nếu thấy hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.